Chào mọi người nhé, em còn một cái sới Honda này, sới Honda này. Chưa vệ sinh, chưa rửa gì hết nha mọi người. Lưỡi còn ngon này. Lưỡi xay bình thường nha, trục xay bình thường. Tay ga được. Con này Honda SAE 30SD ha. Này hai ngựa rưỡi nha mọi người. Nói chung là nó sới, nó gọi là sới nhảy. Bên sen con này. Máy nói chung là đủ đồ mọi người. Máy đủ đồ nha. Máy đủ đồ. Công tắc. Lóc. Máy zin nha mọi người nha, zin. Lưỡi đâu còn đầy đủ nè. Xoay được nha. Để giật thử coi. Máy kéo cứng mọi người ơi. Máy kéo cứng không biết. Không biết gì nha. Dây nó là dây màu gì đây? Màu cam. Kéo cứng không biết nguyên nhân nha mọi người. Đó, xoay này, lưỡi xoay nó đi ha, đi bình thường ha. Này kéo cứng không biết nguyên nhân, lên về mở ra kiểm tra nha. Thì thôi con này để rẻ cho một 1.650.000 nha. Đó, con này để cho 1.650.000 em về tự mở ra kiểm tra rồi dọn nha. Máy là máy 4 thì nha. 4 thì. Chạy xăng. Honda. Con này hai ngựa hay là hai ngựa rưỡi nha mọi người. Mình sới sới vườn để mình trồng rau đồ rất là ngon. Nhắc lại nha, 1.650.000. Không bao ship nha mọi người. 1.650.000 đó, về sao bán vậy? Máy là đủ đồ. Máy đủ đồ chính nha. Đó, em chưa có bung mở gì bên trong hết nha. Nên là em bao đủ đồ chính.